Theo thiết kế thì hệ thống cao tốc ngầm 2 tầng hoạt động 2 chiều riêng biệt, kết nối vào ra tại hai đầu chính là cầu Nhật Tân và Linh Đàm. Đoạn vành đai 3 trên cao, ở giữa sẽ có các điểm cho các phương tiện giao thông ra vào. Phía dưới là hệ thống chống ngập khổng lồ, đáp ứng được các trận mưa lớn với cường độ mưa lên tới 500mm. Và bao gồm các giếng nước thu nước hay là hầm ngầm thoát nước và bể điều áp, không gây ngập úng khu vực hạ lưu và giảm áp lực tiêu thoát nước cho trạm bơm Yên Sở. Hai hệ thống trên được bố trí trong một đường hầm, đường kính dài là 16,8m, chạy dài khoảng 11,65 km dọc sông Tô Lịch và được thi công bởi máy đào hầm TBM hiện đại nhất từ Nhật Bản. Dự kiến là độ sâu trên 30m và không ảnh hưởng tới kết cấu công trình, dòng chảy hiện có. Công trình được vận hành bởi các chuyên gia kỹ sư được đào tạo và chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản. Việc xây dựng công trình này còn góp phần đảm bảo an toàn cho các công trình hạ ngầm hiện đại trong tương lai cũng như là hệ thống các tuyến tàu điện ngầm của thành phố.